Cái nắng tháng ba dịu dịu mát, làm ta rào rực ở trong lòng. Tháng ba cất bước xa nơi ấy, sao nhớ cồn cào em biết không? Đó là bài thơ Nắng tháng ba của nhà thơ Nguyễn Khắc Tú, Thu Thủy diễn ngâm. Cái nắng giao mùa, nắng tháng ba, nắng vàng rực rỡ, nắng kiêu sa, nắng đang hôn nhẹ lan môi mộng, nắng gửi cho ai nỗi nhớ nhà. Nhớ nhà gia diết nhớ làm sao, nhớ dáng ai kia nay ở đâu, nhớ đôi mắt hiền nhìn đắm đuối, vương nội trầm tư u uất sầu. U sầu vì nhớ người trong mộng, nhớ dáng liêu xiêu chiều nắng tàn, mây đã dắng ngang hoàng hôn xuồng, mãi đời người tình nhớ mân ma. Cành bàng nay đã ra trôi biệt, mùa hè đang đến hỡi người ơi. Cái nắng tháng ba dịu dịu mát, làm ta rào rực ở trong lòng. Tháng ba cất bước xa nơi ấy, sao nhớ cồn cào em biết không?